Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Kim Quang Sik. Từ giờ đến nhà Quang Sik đã tham gia chương trình này rất lâu rồi. Mà các bạn thấy Quang Sik sao? Dễ thương hay là không có dễ thương? Dễ thương, cảm ơn các bạn. Quang Sik đã đi nhiều nơi rồi. Quang Sik đã đi Hà Nội, Sapa, Phan Xipang này, mà Phú Quốc nữa. Mà nơi nào mà ấn tượng nhất là cái núi Phan Xipang này. Mà Phan Xipang cái đó giống như là một người con gái này, nó là khó chịu. Quang Sik đã gặp nhiều dân tộc Mông, với là Quang Sik đã học tiếng dân tộc Mông đó. Siju, các bạn có biết có nghĩa là gì không? Cái này là tiếng này là cái gì? Go lên, Siju. Sau khi chinh phục thành công đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, tôi trở lại thị trấn Sapa để nghỉ ngơi và tham quan. Trời lúc này cũng đã sụp tối, định đi dạo một vòng chợ đêm Sapa để có thể hiểu hơn về con người cũng như nét văn hóa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc này. Nhưng bắt đầu đi từ đâu và tham quan những gì? Sau một hồi lòng vòng qua các con phố, những gian hàng bán quà lưu niệm, thì tôi chợt nhớ ra anh hướng dẫn viên đi cùng trong đoàn leo núi Phan Xipang vừa rồi. Và thế là... Không biết đi đâu. À, nhớ rồi. Alo. Ai đây? Anh Hưng hả? À, em có sức à? À, em Quang Sik nè. À, anh đang ở Sapa. Quang Sik không biết đi đâu. Mà Hưng dẫn Quang Sik đi chỗ nào kia được không? Dạ, cảm ơn. Nhưng mà gặp ở đây vậy? Anh có thể ra chỗ nhà thờ đá đi, em đang ngồi chờ. À, nhà thờ đá hả? Dạ, em tới liền đó. Dạ, cảm ơn anh ha. Dạ, chúng ta gặp ha. Dạ. Lại men theo những con đường để tìm đến địa chỉ nhà thờ đá. Cũng vào thời điểm này, những ngã đường đổ về khu vực nhà thờ trở nên đông vui, tấp nập hơn bao giờ hết. Tôi vội ghé bên đường để hỏi thăm đường tới nhà thờ đá. Dạ, chú ơi. Chú ơi, cho con hỏi. Con hỏi à? Mà nhà thờ đá là ở đâu vậy chú? Nhà thờ á? Nhà thờ đá. Nhà thờ đá à? Dạ. Con biết nhà thờ à? Dạ, không biết. Nhà thờ bên kia để con qua bên kia. À, chỗ đó. À, đó là nhà thờ kia. À, cái đó là nhà thờ đá à? Nhà thờ. À, dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn nhà thờ. Mà chú bây giờ đang làm gì vậy? À, chú đang thủ cái lá. Cái này là cây gì á? Cái này cây là cây môi. Nhưng có lẽ điều thu hút sự tò mò của tôi lúc này lại chính là tiếng khèn môi của người đàn ông 4 tuổi này. Cái này cũng hay quá. Cái này hay là đi cũng yêu mà. À, yêu mà nói chuyện mà. Âm thanh tình tứ của điệu kèn môi trong khí trời se lạnh của Sapa về đêm như ấm lòng một người khách phương xa như tôi. Tôi tiếp tục đến với điểm hẹn và rồi... Hưng thì khỏe không? Em vẫn vậy, từ hôm đi Phan về em vẫn còn anh có, nhưng mà không có số điện thoại của anh. Vậy anh gọi em không biết anh là ai. Đây lâu chưa? Em đến được một lúc rồi. Lâu rồi hả? Vâng, lúc anh gọi em đang ngồi đây rồi. Bây giờ em sẽ đưa anh đi. Thế là đi chơi. Và thứ hai giới thiệu qua một chút về Sapa. Được không? Vâng. Tại vì Hưng sẽ không biết đi đâu cho nên là đến rồi mà giờ không biết. Ồ, cái đó là nhà thờ đá hả? Đó là nhà thờ đá. Thờ đá. Được xây dựng năm 1924 của người Pháp xây dựng. À, của người Pháp hả? Vâng. Tại địa điểm này trước đây có rất nhiều ngôi biệt thự. Tại nhà thờ này, tại đây. Còn bây giờ em sẽ đưa anh đi tham quan một chút về cái xung quanh ở đây. Còn chờ gì nữa? Hãy khám phá chợ đêm Sapa thôi. Bây giờ em sẽ đưa anh đi chợ Sapa. Chạy dài theo mép sân trước mặt nhà thờ là các dãy hàng quán bán đồ lưu niệm như đồ thổ cẩm, quần áo, mũ, khăn, túi sách, ví, vòng bạc đeo tay, đeo cổ. Khi mà học tiếng Việt thì Quang Sik biết về Sapa. Thì Sapa là chợ tiền. Chợ tiền. Quang Sik cái đó rất là nổi tiếng, cho nên là Quang Sik rất là thắc mắc về chợ tiền.
chợ tại tình. Ừ, chợ tình. Đó là cái nơi mà tập trung, ừ, như là một cái bãi rộng như này, ừ, để người ta giao duyên với nhau, con trai con gái. À, bằng cái, chợ đêm này còn là chợ tình Sapa sao? Lá, còn nhớ những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến Việt Nam, một đất nước thanh bình và xinh đẹp, tôi đã được nghe nói nhiều về ngôi chợ tỉnh Sapa nổi tiếng, một điểm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước. Tất cả các anh em trong làng này thì quá trình bắt đây về, bắt về xong là cho vào một cái phòng. Theo anh bạn hướng dẫn thì chợ tình Sapa là nét đẹp văn hóa vùng cao, thường diễn ra vào tối thứ bảy trước ngày chợ phiên chủ nhật. Trong đêm chợ thường diễn ra hình thức hát giao duyên và đặc biệt là tục kéo vợ của đồng bào dân tộc Hơ Mông. Đây là vợ luôn. Còn nếu cô không đồng ý thì cô sẽ trốn đi. Vợ đây không thành công. Wow, nghe hay quá ha. Chỗ này là người ta tập trung, sao đó? Con gái và con trai. Có thể nói từ những phiên chợ được hình thành nên từ chính nhu cầu giao lưu văn hóa tinh thần, trao đổi hàng hóa do đồng bào dân tộc làm ra, đã trở thành nơi tụ họp, gặp gỡ giao duyên, làm nên nét đẹp của văn hóa vùng cao nói chung và của Sapa nói riêng. Anh còn chỉ cho tôi múa giao duyên nữa chứ, thật ấn tượng quá. Cái này ping 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 ping. Giống như hồi nãy. Dạo quanh khu vực chợ diễn ra, tôi còn bắt gặp những sắc màu rực rỡ từ y phục của những thiếu nữ các dân tộc Mông, Nùng hay dao đen, dao đỏ. Cách mua bán của người dân nơi đây vẫn còn nhiều nét thuần phát. Hàng hóa ở đây đa số là hàng thổ cẩm. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là những sản phẩm thổ cẩm được dệt từ đôi tay của những người phụ nữ các dân tộc theo phương pháp thủ công. Em vừa giới thiệu cho anh cái mặt hàng về thổ cẩm ấy. Thì em còn về món ẩm thực Tây Bắc này. Cũng theo anh bạn hướng dẫn thì ẩm thực về đêm ở Sapa là kiểu ẩm thực vùng cao, đặc trưng với nhiều món ăn phong phú hấp dẫn mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến mảnh đất này đều phải một lần thưởng thức. Cơm lam này. Nhìn hấp dẫn quá ha. Hai người chúng tôi vội ghé một quán ăn bên đường. Phần lớn thực đơn ở đây đều là các món nướng. Anh bạn hướng dẫn giới thiệu cho tôi một vài món đặc trưng như... Món thứ hai muốn giới thiệu với anh đó là cái món cơm lam. Cái này là cơm lam. Cơm lam của Tây Bắc. Cơm lam của Tây Bắc. Đặc sản về Sapa đó là món cơm lam này. Món thứ ba là em giới thiệu với anh đó là cái món thịt lợn bản quấn với lại nấm. Thịt lợn. Thịt lợn bản. Thịt lợn bản. Người dân tộc người ta nuôi ấy. Đó, người ta mổ xong người ta sẽ bán ra, người ta quấn với lại cái nấm này hoặc là lá cải nướng lên, còn rất là ngon, thơm ngon. Cá suối. Cá suối à? Cá suối. Của người dân tộc họ đi bắt về. Mà cái này thì bắt ở đâu? Bắt ở suối ấy. Ở đây thì có rất nhiều suối nhưng mà cá này nhiều nhất ở con suối Mường Hoa. Cái kia thì sao? Cái tròn tròn này. Đây là món chả cá. Ăn rất là ngon. Cái này ngon. Chả cá hồi. Rõ. Thơm ngon đúng không? Mỗi món đồ nướng cũng chỉ 5.000 đến 10.000 đồng một xiên. Đêm Sapa lạnh, có khi rét run người, ngồi bên bếp than hồng, nhìn những cuộn khói bốc lên hay tiếng xèo xèo của những xiên thịt nướng mang theo mùi hương của thịt tươi sống và gia vị tẩm ướp kích thích mũi và sự thèm ăn của thực khách. Dường như ở nơi núi rừng cao vời vợi này, mỗi món đồ nướng dẫu dân dã bình thường cũng thẩm thấu được tinh hoa của đất trời, khiến người thưởng thức như tôi không khỏi suýt xoa trầm trồ về hương thơm, vị ngọt ngon và đậm bùi riêng biệt của từng món. Mãi hòa vào câu chuyện về ẩm thực của Sapa mà tôi quên cả thời gian. Trời đã về khuya cũng là lúc tôi và anh bạn hướng dẫn phải tạm biệt tại đây thôi. Không quên gửi lời cảm ơn và mong một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Sapa để hiểu thêm những sắc màu văn hóa của các dân tộc Hơ Mông, Dao, Tày, cũng như thưởng thức hương vị ẩm thực của vùng đất Tây Bắc thơ mộng này. Tạm biệt anh nha. Dạ, ok. Bye bye.